Hôm nay nhà mình sẽ làm món mướp nấu lạc các bạn nhá. Hôm trước về bố đẻ chơi, mình tia thấy mấy quả mướp rồi. Bố ơi, con xin quả mướp nhá. Hoa này, quả này, nhìn xinh thế nhỉ? Mình xin, mình không ăn cướp. Mụ vợ chớm nghe tin xin được mướp là ở nhà đã chuẩn bị lạc rồi. Món này thì nấu với lạc tươi thì sẽ ngon hơn nấu với lạc khô các bạn ạ. Mướp nhà mình thường cắt thành từng đoạn như thế này này, xong rồi bổ làm 4, làm 6, làm 8. Phi hành thơm lên thì vợ mình cho lạc vào xào này. Xào khoảng 2-3 phút thì cho mướp vào rồi cho gia vị. Đảo qua cho gia vị ngấm thì cho thêm nước. Nước thì mọi người căn chỉnh theo bức ăn của gia đình mình nhá. Đun thêm 5 phút nữa rồi tắt bếp. Ấy xời, nhìn ngon chưa các bạn ơi? Nhà bạn nào có cách nấu ngon hơn thì chia sẻ giúp mình với nhá. Ngon quá, ngon quá. Mời tất cả các bạn nhá.